chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế khi mà chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden quyết định bán công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc, thưa quý vị. Thì đã có những phản ứng rất quyết liệt từ Pháp và Trung Quốc. Chẳng hạn như nước Pháp đã triệu hồi đại sứ Pháp tại thủ đô Washington DC về Paris để mà bàn biện pháp đối phó và nhằm giảm thiểu cái mà Pháp gọi là đâm sau lưng chiến sĩ phản bội đồng minh, làm tạo một cái tiền lệ xấu đối với những đồng minh thân cận như nước Pháp. Ngoài ra là phát ngôn viên của Trung Quốc tại thủ đô Washington, tại tòa đại sứ quán Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối, nói rằng Hoa Kỳ đã sử dụng và hành xử từ cái sự chống đối từ thời chiến tranh lạnh và sự khác biệt về ý thức hệ. Nói chung đó là hai quốc gia mà có thể lên tiếng phản đối. Ngoài ra thì những quốc gia khác không cảm thấy có điều gì bất thường, chẳng hạn như phát ngôn viên của nước Nga là bà Maria Kharashova cho biết là đây là một cái điều bình thường, thưa quý vị. Nói rằng là Hoa Kỳ có quyền bán tàu ngầm cho Úc và đó là một cái câu chuyện bình thường, và bà cũng nhắc lại là nước Pháp cũng đã đâm sau lưng nước Nga phản bội khi mà Pháp lúc đầu thì quyết định bán hai tàu đổ bộ Mistral của Pháp. Đây là hai tàu đổ bộ tối tân với cái giá gần 947 triệu đô la, gần 1 tỷ đô la cho nước Nga. Nhưng mà sau đó thì Pháp tráo trở, nói rằng là cần phải cấm vận nước Nga vì nước Nga đã chiếm bán đảo Crimea rồi uy hiếp Ukraine chẳng hạn như vậy, và lấy hai cái tàu đó đem bán cho Ai Cập và phải bồi thường một cái số tiền cho nước Nga ngoài cái chuyện mà hoàn trả cái tiền hợp đồng, thưa quý vị, vì nước Pháp là người phá vỡ hợp đồng. Thì có thể nói rằng trong vòng 3 tháng qua thì nước Pháp đã bị tổn thương, tổn thất hết sức nặng nề. Ngoài cái chuyện mà nước Úc thay đổi quyết định và thông báo cho phía Pháp từ tháng 6, thì nước Thụy Sĩ cũng là một quốc gia thay vì mua máy bay đa nhiệm Rafael của Pháp thì đã thay đổi quyết định và mua máy bay tiêm kích F-35 tàng hình của Hoa Kỳ và các đồng minh. Có thể nói là qua hai thương vụ đó thì nước Pháp bị thiệt hại hết sức nặng nề. Thứ nhất là về vấn đề uy tín, thứ hai là về vấn đề tài chính, thưa quý vị. Và có thể nói rằng Pháp bị đâm sau lưng như nước Pháp nói. Điều đó có thật hay không thì Úc cho biết rằng là không có, và đã thông báo cho phía Pháp, thông báo cho Tổng thống Pháp hồi tháng 6 với những cuộc điện đàm của ông Scott Morrison với lại Tổng thống Pháp Macron, và câu chuyện nó đã được trình bày cho phía Pháp. Và phía Úc cũng cho biết rằng họ đã phải thương thảo với Hoa Kỳ và với sự trợ giúp của nước Anh thì mới có một cái liên minh Tây Ba AUKUS mới xuất hiện vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, và có thể nói ngay lúc xuất hiện là đã gây sóng gió. Tuy nhiên ở đây chúng tôi nghĩ rằng nước Pháp là một cái quốc gia mà không có liên hệ nhiều đối với Biển Đông, Thái Bình Dương chẳng hạn như vậy, và cũng có không có khả năng để vươn tới những cái vùng xa như thế. Trong khi Hoa Kỳ với lực lượng các nước đồng minh thì có thể căn cứ và hậu cần của Hoa Kỳ trải khắp ở Đông Nam Á, chẳng hạn như ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan, ở Philippines, ở Mã Lai, Indo, Thái Lan, Singapore, vân vân, rất nhiều căn cứ của Mỹ. Và những cái quốc gia đồng minh thì sẵn sàng mở những cái khu cảng, khu hậu cần để mà tiếp liệu, tiếp vận cho cái hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Ngoài ra chưa kể đến những nơi như Hồng Kông hoặc là các cảng Việt Nam như Đà Nẵng, Cam Ranh, vân vân, cảng Sài Gòn chẳng hạn như vậy,
là những nơi mà tàu bè của các nước cũng có thể ghé vào. Thì với cái lợi thế đó, Hoa Kỳ có thể là đánh bại được nước Pháp. Ngoài ra nước Pháp tỷ thua thưa quý vị. Nói chung là tìm mọi cách moi tiền của nước Úc, đẩy giá hợp đồng lên cao, nhưng mà không cung cấp được các tàu ngầm tối tân cho nước Úc, mà chỉ có thể cung cấp bản nhái của tàu ngầm Barracuda của Pháp. Và điều này dẫn tới là những tàu ngầm trở thành những tàu ngầm thông thường chạy bằng diesel và bình ắc quy trì. Điều này khiến cho những cái tàu ngầm của Pháp đóng không có đủ tầm xa để mà bao quanh những cái vùng rộng lớn của nước Úc, chưa kể đến là việc tuần tra ở những vùng biển xa như là Biển Đông hay là phía rìa của Thái Bình Dương. Thưa quý vị, nhu cầu thì nước Úc cũng rất lớn, và một trong những cái mà phía Hoa Kỳ quyết định lớn và lần đầu tiên là họ nâng tầm cái nước Úc lên thành một cái cường quốc về tàu ngầm. Thưa quý vị, nước Úc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân, và là cái quốc gia thứ 2 mà Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những bí mật về công nghệ của tàu ngầm hạt nhân. Ở đây chúng tôi nói những nước có tàu ngầm hạt nhân chẳng hạn như là Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, và nước thứ 7 là Úc. Thì Úc rất hãnh diện về cái vấn đề này thưa quý vị. Trở thành một cái cường quốc về tàu ngầm hạt nhân là một cái điều rất khó, và Úc không bị ràng buộc chế tài bởi bất cứ hiệp định nào về quân sự. Do đó là việc Mỹ cung cấp công nghệ bí mật của các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm thì không bị chế tài thưa quý vị. Và Úc cũng cho biết rằng là lúc đầu thì sẽ lắp những vũ khí không có đầu đạn hạt nhân, nhưng mà chuyện đó thì rất đáng nghi ngờ, vì khi chiến tranh xảy ra thì việc đầu đạn nguyên tử được lắp vào cũng rất dễ dàng thưa quý vị, là do phía Hoa Kỳ hoặc Anh cung cấp và gắn vào tàu ngầm của Úc, vì đây là một cái liên minh Tây Ba. Điều bất ngờ nữa là nước Úc từ cái trạng thái là không chọn phe, coi như trong những cuộc tranh chấp Trung Quốc và Mỹ thì nước Úc không chọn phe, nhưng qua sự tiết lộ mới nhất của ông Scott Morrison, thủ tướng của Úc, thì Úc đã có một cái liên minh AUKUS, là một cái đồng minh vĩnh viễn. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc bốn chữ trong mặt: đồng minh vĩnh viễn. Điều này khiến cho Úc trở nên một cái đối tác cực kỳ tin cậy và thân cận đối với Hoa Kỳ ngoài nước Anh. Và từ năm 1958, Mỹ lần đầu tiên chia sẻ với một quốc gia đồng minh thân cận, coi như là cật ruột sống chết có nhau, là nước Anh, và chia sẻ từ năm 1958. Và Úc là quốc gia thứ nhì được Mỹ tin tưởng coi như là một đồng minh thân cận mà không bao giờ bán rẻ, và tôi vừa nhắc đến là đồng minh vĩnh viễn. Thì có thể nói rằng với sự chia sẻ công nghệ của Mỹ kết hợp với một số công nghệ nhạy cảm như là trí tuệ nhân tạo, thì tàu ngầm hạt nhân của Úc sẽ là một cái đối trọng rất lớn. Đó là lý do tại sao mà Trung Quốc phản ứng quyết liệt thưa quý vị. Nhưng mà Trung Quốc càng phản ứng quyết liệt càng chứng tỏ là bị đánh vào cái tử huyệt. Và lực lượng hải quân của Trung Quốc, theo lời ông Thủ tướng Scott Morrison, nói rằng là đang có những động thái phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân lớn thưa quý vị. Và hiện nay thì Trung Quốc có khoảng, xin thưa là 76 tàu ngầm đủ loại. Do đó là Trung Quốc cũng không thể nào mà lên án Úc, vì Úc có những cái vùng biển rất rộng lớn cần phải tuần tra. Việc mà một cái tàu ngầm hạt nhân, xin thưa là dài khoảng 96 mét và thủy thủ đoàn là 120 người thủy thủ, cộng với 14 sĩ quan hải hành, và có thể nói cộng với các sĩ quan chỉ huy là 14 người. Và đây là một cái vũ khí chiến lược mà thuộc hàng tối tân tối mật thưa quý vị. Và một cái tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang 24 tên lửa
đạn đạo, đầu đạn hạt nhân, xin thưa là như vậy. Và mỗi một đầu đạn hạt nhân, xin lỗi, là mỗi một đầu đạn tên lửa thì có tới 8 đầu đạn hạt nhân thưa quý vị. Và mỗi một đầu đạn hạt nhân thì tương đương với 25 lần sức nổ của một trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Xin nhắc lại là một tên lửa có thể mang 8 đầu đạn hạt nhân, và mỗi đầu đạn hạt nhân tương đương với 25 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Quý vị có thể thấy là chỉ một tên lửa đạn đạo, đầu đạn hạt nhân thì sức nổ của nó tương đương với 200 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, và một tàu ngầm thì có tới 24 tên lửa như thế thưa quý vị. Ngoài ra là tàu ngầm còn có khả năng mang những cái ngư lôi tác chiến với một cái tầm xa lên tới 48 km, có thể đủ hạ sức một chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể mang tới 24 ngư lôi Harpoon thế hệ mới năm của Mỹ với tầm tác xạ lên tới 48 km và khả năng của nó lặn sâu lên tới 600 mét, cho nên có thể thoát khỏi mọi cái thiết bị hay là mọi cái thiết bị trinh sát trên mặt nước, trên mặt biển thưa quý vị. Đó là lý do mà tàu ngầm nguyên tử rất là nguy hiểm. Và bên phía Úc cho rằng là họ cần những cái tàu ngầm nguyên tử hơn là những cái tàu ngầm thông thường không có khả năng đi xa. Một tàu ngầm hạt nhân có thể lặn sâu và đi xa, và có thể không cần tiếp liệu trồi lên trong vòng ít nhất là 8 tháng thưa quý vị. Thường thì khoảng 6 tháng thì nó sẽ trồi lên vì nó cần tiếp liệu và cần thay đổi nhân sự, thủy thủ đoàn, rồi sĩ quan, tùy tùng, sĩ quan chỉ huy. Nói chung là mỗi một cái cuộc hải trình thì tùy theo mỗi quốc gia, có những quốc gia thì họ quy định 60 ngày, 90 ngày. Nhưng mà những quốc gia như Anh, Mỹ thì 6 tháng rồi quý vị, để mà họ có thể đi lòng vòng ở dưới lòng đại dương mà không cần phải trồi lên để mà lộ vị trí. Có thể nói rằng tàu ngầm hạt nhân kiểu mới có những cái đặc tính mới, đó là sử dụng trí tuệ thông minh. Theo những tin tức tiết lộ cho biết rằng chẳng hạn như khi phóng ngư lâu ra thì với những cái tin tức tình báo cập nhật từ các tàu mặt nước và vệ tinh thì những chiếc ngư lôi này nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ tự quyết định là đâu là mục tiêu giả, đâu là mục tiêu thật, đâu là gây nhiễu và đâu là mục tiêu thật để cần tấn công, và tấn công một cách chính xác, thông minh theo trí tuệ nhân tạo thưa quý vị. Nó cập nhật tin tức tình báo liên tục trong quá trình hành trình để mà tấn công, thay vì những cái chiếc ngư lôi kiểu cũ, đời cũ là được lập trình và phóng theo một cái lộ trình nhất định, thì những chiếc ngư lôi mới có khả năng thay đổi hành trình và phân biệt địch ta, phân biệt được mục tiêu giả, mục tiêu thật. Và từ khi mà nó phân biệt được mục tiêu thật thì nó sẽ tìm mọi cách để mà đánh lừa hệ thống tác chiến của các tàu của đối phương, để mà nó có thể tấn công một cách thông minh, lừa vào cái góc bắn thẳng góc thưa quý vị, hoặc là nó tìm mọi cách thay đổi hướng để mà tấn công vào những vị trí tùy theo từng loại tàu mà nó có thể tấn công vào cái vị trí tử huyệt của những chiếc tàu đối phương như thế. Theo cái tính cách là thông minh thưa quý vị, theo cái tính cách gọi là có sự điều khiển của trí tuệ nhân tạo, thì đó là những cái thông tin tuyệt mật của bên phía Hoa Kỳ. Và có lẽ là chính quyền của ông Joe Biden quyết định nâng cấp cái quan hệ giữa Mỹ và Úc, và quyết định là mời Úc để mà tạo thành một cái liên minh Tây Ba nhằm bảo đảm an ninh hàng hải ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thì nhiều quốc gia rất hoan nghênh việc mà Úc có được tàu ngầm nguyên tử thưa quý vị. Chỉ có Trung Quốc là hiện nay đang chống đối quyết liệt, còn các quốc gia khác như Philippines, Đài Loan, Mã Lai, Indo, Thái Lan,
vân vân, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì họ đưa tin rất là tích cực về cái hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Úc trong tương lai, thưa quý vị. Và trong vòng 18 tháng thì phía Mỹ sẽ bắt đầu chuyển giao công nghệ cho bên phía Úc, để mà ít nhất là sẽ đóng 8 tàu ngầm tại căn cứ Nam Adelaide của Úc. Và chính quyền Úc cũng tuyên bố là sẵn sàng hoan nghênh các lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đến đóng tại căn cứ ở Bắc Đạt Quỳnh của Úc. Nói chung là quan hệ hai bên nâng tầm lên cái gọi là đồng minh vĩnh viễn, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng các nước như tôi vừa nhắc tên ở Đông Nam Á, Nam Hàn hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, Indo, Singapore đều hoan nghênh việc này, thưa quý vị. Và chúng ta cũng biết rằng việc mà Trung Quốc lộng hành chiếm đảo, xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo chiếm đóng, rồi ngang ngược không tuân thủ luật pháp quốc tế đã khiến cho nhiều nước lo ngại. Và đặc biệt chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là phía Trung Quốc đang cố tình chế ra 3 chiếc tàu sân bay lớn, thưa quý vị, Sơn Đông, Liêu Ninh, vân vân. Và với 3 cái chiếc tàu sân bay khổng lồ thì Trung Quốc chắc chắn là muốn gây một cái sức ép rất lớn đối với hải quân của các nước trong vùng Đông Nam Á và trong vùng châu Á, thưa quý vị. Việc mà trong tay đang có 2 chiếc tàu sân bay và trong tương lai gần sẽ có thêm chiếc thứ 3, ngoài những cái chiếc mà chúng tôi có nói đến là những tàu ngầm hạt nhân, thì Trung Quốc sở hữu 3 tàu sân bay. Và chúng ta cũng biết rằng nước Mỹ có 11 tàu sân bay, và Trung Quốc chỉ trong vòng 5 năm mà có tới 3 tàu sân bay. Có thể nói rằng tham vọng về hải quân của Trung Quốc rất lớn và không có thể nước nào kiềm chế, kể cả Hoa Kỳ, thưa quý vị. Do đó Hoa Kỳ đã đi một cái nước rất thông minh, quyết đoán là mời Úc tham gia vào cái lực lượng Tây Ba, tham gia vào cái lực lượng quân sự đặc biệt. Bộ ba này xin thưa quý vị là còn hơn cả bộ tứ nữa, thưa quý vị. Bộ tứ là có thêm Ấn Độ, có thêm Nhật Bản, nhưng mà bộ ba này là cực kỳ thân cận, nói chung là nhờ nói cùng ngôn ngữ tiếng Anh và có những cái mối giao hảo hàng trăm năm nay không xung đột, đâm ra là trở thành đồng minh vĩnh viễn. Và Úc sẵn sàng chi một cái số tiền khổng lồ, thưa quý vị. Không phải là đồng minh ở đây là không tiền và ấy, mà đồng minh ở đây là sẵn sàng chi tiền lên tới con số ít nhất là từ 60 tỷ đô la cho tới 90 tỷ đô la. Ngoài những chiếc tàu ngầm này, chúng tôi xin nói rõ là sẽ xây dựng những trung tâm tác chiến, trung tâm thông tin tác chiến, những căn cứ hậu cần, những căn cứ tiếp liệu, và có thể là có những đội tàu cứu hộ đặc biệt cho những chiếc tàu ngầm hạt nhân của Úc, thưa quý vị. Nhưng mà thường thì người ta chỉ nói tới con số tàu ngầm, nhưng mà người ta không biết rằng có những cái ngoài những cái tàu ngầm này, và là có thể là có những cái gói vũ khí được cung cấp trong cái hợp đồng lên tới hàng 20-30 năm, thậm chí là 50 năm, thưa quý vị. Vấn đề bảo trì, bảo hành, bảo dưỡng, huấn luyện, rồi đủ thứ hết. Nói chung là không đơn giản là chỉ có cái chiếc tàu ngầm, giống như là nước Pháp chỉ bán những trái banh, thưa quý vị. Những trái banh rất tốt, nhưng mà làm sao mà người ta có thể chơi đá banh được. Người ta cũng phải có sân banh, người ta cũng phải cần có sân vận động chẳng hạn như vậy. Cho nên là không chỉ đơn giản là chỉ bán một chiếc tàu ngầm mà còn phải nhiều vấn đề đi theo nữa. Đó là cái lý do mà tại sao là nó tiêu tốn tới hàng chục tỷ đô la trở lên. Thì đó là câu chuyện mà Trung Quốc hiện nay đang ồn ào phản đối, và nước Nga thì không phản đối. Nước Nga nói rằng đó là chuyện bình thường, không có gì phải ồn ào, không có gì mà, mặc dù Nga có thể e dè, nhưng mà Nga không có tỏ vẻ lo sợ giống như Trung Quốc. Trung Quốc vừa e nghe dè, vừa lo sợ, vừa la lối, thưa quý vị. Nhưng mà cái sự la lối đó không được sự đồng tình của các quốc gia Đông Nam Á, và đặc biệt là các quốc gia châu Á, và đặc biệt là các quốc gia ở những vùng biển lân cận với Trung Quốc, bị Trung Quốc o ép và
sách nhiễu gây nhiễu trong nhiều năm qua thưa quý vị, thậm chí là có những quốc gia bị chiếm đảo nhiều năm, bị cướp đảo, cho nên là không có ai mà lên tiếng đồng tình với ông Trung Quốc cả. Thì câu chuyện đến đây về tàu ngầm chúng tôi cũng đã nói vài clip thưa quý vị, thì hy vọng là khán thính giả sẽ hiểu rõ về vấn đề này. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.